Mỹ xây đại sứ quán to thế để làm chi, về anh Duy, để gọi là thể hiện mối quan hệ Việt Mỹ mà em, nâng cao quan hệ thương mại Việt Mỹ. Theo anh điều gì khiến Mỹ lại hào phóng trong vấn đề vaccine và cấp 77 tủ cấp đông ạ? À, tại vì tầm của Việt Nam nó khiến Mỹ nó phải ra tay hào phóng vậy em, trong vấn đề châu Á, phải không? Nếu mà trong trong xoay trục về châu Á mà không có Việt Nam trong đây á, thì cái những cái bữa tiệc của Mỹ nó vô vị đó, nó vậy đó em. Anh ơi, thuê đất làm đặc khu kinh tế với thuê đất làm đại sứ quán giống và khác nhau làm sao vậy anh? Thuê đất làm đặc khu kinh tế thì nó có quy mô lớn hơn, còn hai cái đó nó khác nhau ở chỗ mục đích sử dụng em, thấy không? Mục đích sử dụng đất đặt đại sứ quán ở Hà Nội mang hàm ý gì với anh? Hàm ý con khỉ gì mày? Đại sứ quán đặt ở thủ đô là đúng rồi chứ hàm ý gì trời. Lãnh sự quán thì đặt ở trong Sài Gòn, còn đại sứ quán đặt ở trong thủ đô, biết chưa? Một nước thì nó có thể có nhiều lãnh sự quán nhưng mà nó chỉ có một đại sứ quán. Nếu mà nói về vai trò chức năng thì nói chung cũng 1 9 1 10, nhưng mà cái đại sứ quán thì nó pro hơn, nó VIP hơn và nó là trụ sở đầu não, giống như bên bên Trung Quốc vậy thôi. Đại sứ quán phải đặt ở Bắc Kinh, còn mấy cái thành phố khác thì đặt lãnh sự quán. À, Mỹ thuê đất Việt Nam, vậy ai đánh Việt Nam là đánh Mỹ hả anh Duy? Không mày, chuyện nào ra chuyện đó chứ. Đại sứ quán của Mỹ nằm ở khắp thế giới, không có nói gì được nha em. À, muốn đá Trung Quốc ra khỏi khỏi chuỗi supply chain thì Mỹ phải đi đêm với Việt Nam. Tại sao kỳ này không qua đồng minh như Thái Phi mà qua Việt Nam mình hè? Thì bây giờ Thái Phi nó cũng vậy rồi, thì giờ thêm Việt Nam cho nó mặn nồng ba. Chứ còn bây giờ đá Trung Quốc ra khỏi chuỗi supply chain thì hơi bị chua đó chứ không phải dễ đâu. Đó là tham vọng mà theo anh nghĩ không làm được. Bà phó tổng thống Việt Nam, ủa lộn, bà phó tổng thống 1 triệu liều vaccine sẽ có mặt tại Việt Nam trong 24 giờ. Thì cái đó nói chung là quà gặp mặt thôi, bao giờ gặp gỡ nó phải có quà thôi, chuyện đó bình thường nha. Em nghe nói bà Harris sẽ chia sẻ mở thêm bộ phận y tế để tăng cường thêm các đại dịch lần sau hả anh? Thì cái CDC đó bả qua đặt cọc 1 tỷ 2 liền, ghê thiệt. Nhưng mà anh không đọc được thông tin lần 1 tỷ 2 đó là ai thầu. Nếu mà nhà thầu của Việt Nam thì ok, còn nếu mà nhà thầu của Mỹ thì nói chung cũng hơi khoai. Đúng rồi anh ơi, lẽ nào sang bái kiến thiên triều mà đi tay không? Nói vậy nó hơi gắt em, mặc dù câu này của anh. Tại vì Duy đặt cái tựa 995 á, đó là sự kiện có thật các bạn. Nhưng mà để khịa mấy anh phản động, hiểu không? Mấy anh phản động nó ăn rồi nói Việt Nam cho thuê đất 995. Má, để coi lần này cho Mỹ thuê nó có nói gì không. Mấy bạn nhớ nhắc tụi nó coi chừng tụi nó quên nha mấy bạn. Tụi nó còn chế hình nữa, tụi nó còn chế hình avatar gì 995 gạch chéo nữa mấy em. Thì cái vụ này cho Mỹ thuê cục đất vậy, không biết các bạn ấy có ý kiến gì không, tâm tư các bạn ấy hướng về đất nước làm sao. Chắc chắn là thầu Việt Nam rồi anh, nó đem thầu nó qua thì kiểu khi dễ Việt Nam quá. Em nói vậy anh nghĩ sao? Không có nghĩ con khỉ gì cả, chừng nào có quyết định đi rồi tính. Mấy em nên nhớ Mỹ nó có quyền. Trời ơi, giỡn chơi hoài. Mấy bạn thấy Mỹ đi nước ngoài chơi mà nó mang cái xe của nó không? Nó mang xe của nó, người của nó, khách sạn nào mà cho tổng thống ở, nó ra nó hành như bả luôn. Cực lắm chứ không phải giỡn đâu ba. An ninh 5-6 lớp. Em được biết là Thái Lan bị vào guồng của Trung Quốc rồi anh, mà chiến lược của Mỹ xoay chiều sang Thái Bình Dương anh ạ. À, Thái Lan đu dây, nói chung là tụi nó thằng nào cũng đu hết mày ơi, không có nào theo Trung Quốc hết á. Nó đu hai bên không à. Bà phó tổng thống đề xuất nâng tầm quan hệ Việt Mỹ lên tầm đối tác chiến lược, theo anh Việt Nam có đồng ý không? Quan trọng là mấy cái điều kiện ở trong đó nó có thỏa mãn được hay không, chứ đâu phải là cái chuyện đơn giản là đồng ý hay không đồng ý ông nội, hiểu không? Ở trong đó có những cái điều kiện nó chứ ràng buộc chứ bộ đùa. Mỹ và Việt Nam đang hợp tác với nhau, chắc anh Trung Quốc không hài lòng rồi. Hài lòng hay không hài lòng thì kệ nó chứ. Thầu xây đại sứ quán là của Mỹ đó anh Duy, bạn có tin không? Đại sứ quán có được coi là một phần lãnh thổ của họ trên đất mình không anh? Đối với họ thì họ coi như vậy, chứ còn đối với mình thấy cũng bình thường. Anh nghĩ sao về Mỹ đặt đại sứ quán ở Hà Nội hả anh? Chừng nào mà đại sứ quán của Mỹ đặt ngoài Hà Nội đi anh sẽ nghĩ. Còn anh thấy nó đặt ở Hà Nội anh không có gì để nghĩ hết mấy em. Hôm nay có 3.100 người đang coi đấy nha mấy em. Nên mấy em hỏi câu nào mấy em cũng phải lắp não vô nha. Chứ đừng có thể hiện cái ngu của mình ra cho khán giả người ta biết nha mấy em. À, Trung và Mỹ đang cố giành giật Việt Nam về về gì? Về mình theo anh. Nếu là anh thì anh theo Mỹ hay theo Trung? Mong anh trả lời, anh theo hai thằng luôn nha. Cuộc đời của anh bồ cuông lần hai con chứ không có chọn nha. Bây giờ á, thằng Trung với thằng Mỹ á, thằng nào bỏ tao thì thằng đó khổ thôi. Đưa ra cái lý luận là biết sủ nhi rồi. Ông ở trên thế giới người ta 222 quốc gia vùng lãnh thổ, nó hỏi theo Trung hay theo Mỹ? Mỹ thuê đất gì anh, người ta xây đại sứ quán thôi.
Ủa mà ngu mà ham cãi nè. Ủa chứ mày không thuê cục đất đó mày xây ở đâu? Đúng không? Khi Mỹ xây đại sứ quán thì Mỹ phải thuê cái miếng đất đó. Rồi Mỹ mới xây lên. Chứ không lẽ Việt Nam cho ba trụ sở đại sứ quán Mỹ thôi mà sao nó xây ở Việt Nam to thế anh? Theo anh nghĩ á, đó là cái sự cam kết dài lâu của Mỹ đối với Việt Nam. Tại vì bây giờ á, cái giá trị của sổ đỏ là tới 1,2 tỷ rồi. Thì ra cái quyền lợi của Mỹ nó muốn gắn liền với đất nước của Việt Nam. Và phía họ đó, và cả phía Việt Nam mình luôn, cũng đang mong muốn là hai bên tháo gỡ những cái bất đồng nó đã có trong quá khứ đó, để thúc đẩy nên một cái tầm gọi là nó thuộc dạng là chiến lược, hiểu không? Nó không phải là đồng minh, nhưng mà trong kinh tế và trong quan hệ này nó nâng cao lên, tại vì Mỹ cần Việt Nam trong số bài toán, hiểu không? Và ngược lại Việt Nam cũng cần Mỹ trong vấn đề kinh tế, để hàng hóa của Việt Nam mình đi lan tỏa khắp thế giới đó các bạn. À, về vấn đề một số cái chia sẻ công nghệ để cho cái nền kinh tế Việt Nam mà nó hòa nhập với những thị trường phát triển. À, Việt Nam nâng tầm đối tác chiến lược với Mỹ, tương lai chuỗi cung ứng của Mỹ Đế chuyển về Việt Nam nhiều không anh? Nói chung á, thì sẽ tăng lên chứ không thể nào mà mình cung ứng hết cho nó nổi. Nhất là mấy cái mặt hàng sản xuất rồi nọ, nông lâm thủy sản đồ, đóng bàn, đóng ghế, đóng tủ rồi đó. Sản xuất giày dép, áo sơ mi đồ. Vì Việt Nam và Mỹ tuy khác hệ tư tưởng nhưng đang dần bắt đầu mối quan hệ ngoại giao. Việt Nam là đối tác thương mại thứ 13, chiếm hơn 200% sản lượng hàng hóa Mỹ. À, theo theo em nói thế đúng không ạ? À? Không, sai ở cái chỗ 20%. Nó sai cái chỗ 20%. Còn cái chuyện mà Việt Nam xuất qua Mỹ là số má thì đó có thiệt chứ không phải là dở, hiểu không? Nhưng mà cái số lượng Trung Quốc nó xuất quá khủng đi đó, mà EU này nọ kia nữa thì cái số lượng 20% thì không có chuẩn. Còn khác nhau về tư tưởng đó hồi xưa em ơi, giờ tư tưởng tư tiết khỉ khô gì nữa, bây giờ chỉ có tư tưởng bá quyền thôi chứ không có tư tưởng nào hết trơn hết á. Gì à, con ri chèo nói xây thêm đại sứ quán ở Mỹ, để đại sứ quán để Mỹ giám sát nhân quyền đó anh. Ủa, nhỏ đó bị ngu hay đâu bạn ba, cái đại sứ quán ở Mỹ nó vẫn tồn tại đó giờ thôi, giờ người ta cũ rồi ta xây mới thôi bố. Còn chuyện giám sát nhân quyền ở trong lý luận của bọn phản động thôi, bây giờ ban giao quốc tế là ít hai quốc gia thôi, rồi mà cái nhân quyền là cái tranh cãi, bây giờ cứ mơ mộng nhân quyền khỉ khô gì, đúng là cái đầu không bao giờ tiến bộ đó. Giờ chơi với nhau quan trọng là mình mang được lợi ích gì cho người ta, nó cảm thấy có giá trị thương mại rồi nó chơi thế thôi, còn chừng nào mình cắn nó mới bực mình, đó là đạo lý. Còn đây mà nói chuyện nhân quyền giữa hai quốc gia, ồ cãi lộn tới chết chưa ra được đáp án nữa mấy bạn, đúng không? Cãi lộn tới chết chưa ra được đáp án nữa, tao nói thiệt đó. Nội chuyện ông Trump bị khóa mỏ, giờ phải làm đơn gì đó, nghe đồn, nghe mấy bạn kêu đồn tôi không biết nha, làm đơn kháng nghị ra tòa kêu YouTube nó mở ạ, rồi xong rồi cảnh sát nó bắn xì tương mấy anh kia, cùng lắm ra tòa đền tiền rồi thiếu cha gì tùm lum vấn đề luôn, kể tới chết chưa hết nữa. Anh Duy có nghĩ nước mình đa đảng trong tương lai không? Không quan tâm em, ảnh hưởng người ta chén cơm manh áo của Việt Nam không? Ông mà Việt Nam thấy sao tốt là Việt Nam làm, đúng không? Và các vị lãnh đạo thì họ cũng biết cái cách nào tốt nhất cho đất nước thì họ lèo lái. Bây giờ mình lãnh đạo đất nước đi lên đó thì mình để tiếng vang muôn đời, ai chả muốn. Ngồi đây quan tâm mấy chuyện nó làm gì? Toàn dân cu đen không à. Không biết có tiền bỏ cơm vô mỏ chưa nữa mà sao các bạn cứ quan tâm mấy cái chuyện mà sao vời vợi, chuyện liên quan tới mình, đúng không? Thích thì đi làm chính trị đi. Còn không đi làm chính trị mà tối ngày bàn chuyện chính trị. Em thấy nước mình đang có dịch căng, sợ Trung Quốc qua kiếm chuyện quá anh Duy. Chuyện đó để nhà nước lo mày ơi, chưa tới đường đẻ trâu như mày thổn thức. Em mệt quá. Thí dụ dần Trung Quốc nó qua kiếm chuyện là mày có làm gì nó? Có đi cầm súng bính nó không? Hay là cũng phải để nhà nước điều động quân đội lo. Bớt cảm xúc đi mấy em. Cảm xúc nó phải thể hiện đúng chỗ, đúng không? Chừng nào em muốn rủ con gái đi khách sạn á thì em phải cảm xúc. Tự nhiên vô diễn đàn của anh Duy Nguyễn cảm xúc đồ. Ai là thiên triều, Việt Nam hay cường quốc số 1 thế giới? Việt Nam. Người ta dùng chữ bái kiến thiên triều, bên kia nó tư bản làm gì nó có chữ thiên triều, thằng ngu. Trời đất ơi, phản động mà mặt nó vậy đó bạn. Thằng này phản động nha chứ không phải tự nhiên tôi nói nặng nó. Tôi cái nói gì cũng có lý do đó. Đối với mấy thằng phản động thì tôi hơi gắt một chút, tôi thừa nhận thôi. Vì ai là phản động anh trai, đưa bằng chứng nha, còn không lên tòa. Tao thách mày kiện tao quá, ở đó lên tòa. Đủ xạo xạo đó, đâm đơn đi nha. Không biết có tiền lập vi bằng không nữa, 20 triệu một bộ hồ sơ, một bộ vi bằng, có tiền không chơi? Ủa má, nghèo nghèo đừng muốn mỏm nha mày. À, cuối cùng anh có tố em là phản động không? Tao tố mày làm phản động khỉ khô thì tao chửi thẳng mặt mày phản động thôi chứ tố gì trời.
Tao rảnh quá, mày lại gì tao phải tố mày. Mắc cười đúng không các bạn? Đó, mày lại gì tao phải tố mày. Bắt phản động là chuyện của nhà nước, còn giới thiệu phản động cho nhà nước là chuyện của cờ đỏ. Đó, anh thì anh không phải là cờ đỏ, nhưng mà anh có chơi với cờ đỏ. Mày hiểu sao mà hiểu à? Việt Nam nâng tầm đối tác chiến lược thì tương lai có phụ thuộc Tàu không anh? Giờ mày hỏi câu này tao không biết trả lời lắm. Thí dụ như giờ mày giờ có một cái gì à? Mặt trăng với trái đất đi ha. Ok, bây giờ có một cái mặt trăng với trái đất, mà bây giờ á có một cái sao, có một cái sao sao gì ta, có một cái sao chổi đi, nó chạy gần trái đất, thì ta hỏi mày lực tác động nào tác động lên nó, hoặc lực hấp dẫn nào tác động lên nó cho dễ hiểu đi. Chứ còn tụi bay đã đầu óc con nít thấy mẹ luôn. Thằng Mỹ cường quốc số 1, Trung Quốc cường quốc số 2, hỏi Việt Nam có phụ thuộc Tàu không, hỏi ngu thấy cha luôn. Thằng Mỹ đó có phụ thuộc Tàu kìa con, đúng không bạn? Cái này đó là mình mượn cái chuyện tự nhiên đó để mình giải thích cho các bạn hiểu. Mấy thằng Mỹ đó cũng phụ thuộc Tàu kìa, và ngược lại thằng Tàu phụ thuộc Mỹ kìa. Bây giờ Việt Nam đây hỏi, Việt Nam có phụ thuộc Tàu không, lực hấp dẫn trúng đất trái đất nhé. Rồi mày ngu, mày nói cái câu này là mày ngu, là không cần phải bàn gì về tất cả những vấn đề vũ trụ hết. Cái thằng trẩu tre đặt nick Phan Thanh Trung Thành Duy Nguyễn nè, đưa hình con nít vô nữa nè, nó chịu lực hấp dẫn cả hai. Đúng rồi. Ăn cái gì bàn vũ trụ mà sao em dốt với em. Nghe là cái game của anh nè, một cái sao chổi á, nó bay ở giữa trái đất với mặt trăng mà nằm gần trái đất á, tôi hỏi nó chịu lực hấp dẫn của ai, nó trả lời của trái đất. Dù vậy mặt trăng không có lực hấp dẫn hả? Ủa mặt trăng không lực hấp dẫn sao có triệu cường, thằng ngu dốt thấy mẹ luôn. Mà cái tật là phản động muôn đời nát, đúng không? Mà gato anh Duy Nguyễn muôn đời sờ tu bi, đúng không các bạn? Khỏi bàn cãi, tôi chứng minh cho các bạn những cái thằng mà sầm sàm sầm đế đăng ti, tôi là một nè, gato là hai nè, phản động là ba nè, chung ruột nè, ba cái này mà gom thành nước là trở thành quốc gia nghèo và ngu nhất thế giới.